Em xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại em có mặt ở thủ đô Hà Nội. Đây chính là công trình xây dựng cây cầu Vĩnh Tuy 2. Đây là một trong những cái cây cầu mà được sự quan tâm rất lớn của nhiều người, cũng như là của thành phố Hà Nội, là một trong dự án trọng điểm. Cây cầu Vĩnh Tuy 2 này là để giảm tải lưu lượng giao thông phía đông bắc Hà Nội. Hôm nay em sẽ cập nhật tình hình của cây cầu Vĩnh Tuy 2. Thì hôm nay một buổi sáng, các bạn thấy là phần phía bên này đã được trải nhựa đường là đã xong rồi này. Còn chúng ta thấy là ở kia, ở cái phần ở giữa, chúng ta thấy là sẽ có cái tấm đèn. Bây giờ chúng ta sẽ lên để xem là cái đèn ở giữa có một cái hình biểu tượng của Hà Nội màu trắng, nền màu trắng này, màu trắng nền xanh, và xung quanh có những họa tiết, và ngoài ra có một cái hình gì giống hình con chim, là hình như là một cái họa tiết ở trong cái trống đồng hay sao ấy. Đây lại loại là đã được lắp thêm những cái phần đèn này, không biết đây là đèn hay tấm phản quang. Còn ở phía bên cạnh cầu đây thì cũng đã được trồng cây rồi. Đây, trồng các loại cây và hoa. Cây cầu ở Vĩnh Tuy 2 này dự kiến sẽ được thông xe vào đầu tháng 9, mùng 2 tháng 9. Thì đến bây giờ là cuối tháng 7. Thì những cái công tác, những cái phần hoàn thiện về cây cầu gần như đã xong. Ở phía bên Long Biên này chúng ta thấy gần như là đã xong cột đèn, cột điện, rồi là chậu hoa, chậu cây. Phía bên kia là làn dành cho xe thô sơ, có lẽ là vậy. Ở đây là cái tấm phản quang. Đây có lẽ là những cái tấm phản quang đấy. Đúng rồi, bởi vì bên dưới chúng ta sẽ không thấy có đường dây điện đi lên. Tấm phản quang này là một trong những tấm phản quang công nghệ mới mà em cũng thấy ít nơi sử dụng cái tấm phản quang kiểu hình dáng như thế này. Hoặc có ở đâu thì các bạn có thể comment cho em biết là cái tấm phản quang này được sử dụng ở những đâu nữa. Bởi cái hình dáng nhìn khá lạ lạ. Có phần ở bên trên cao cao, có phần lại thấp thấp. Đây ví dụ đây là có một tấm phản quang thấp, như ở đây lại một tấm phản quang cao. À, như này để tạo ra một cái hiệu ứng từ xa chiếu đèn lên ấy, thì chắc là nó sẽ phản lại ánh sáng đèn từ chiếc xe của chúng ta. Bên kia thì là cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1, bên này là cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, sắp đi vào hoạt động rồi, sắp thông xe rồi. Cây cầu này một trong những cây cầu được triển khai xây dựng rất là nhanh ở Hà Nội luôn. Và trong cái từng hạng mục đều hoàn thành rất đúng tiến độ, cũng như là sau khi hoàn thành xong thì đường xá rất là sạch sẽ. Nhiều công trình là sau khi làm xong là trước khi mà đi vào hoạt động thì những cái chỗ này người ta cũng chưa dọn dẹp đâu, cũng bày bừa lắm. Như này chúng ta thấy nhìn rất là sạch sẽ đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi xuống dốc để xem là con đường nó mịn mà đi thích như thế nào. Như này chúng ta có thể hình dung được là cây cầu có lẽ là sẽ đến kiểu dáng như thế này đấy các bạn. Đường này, bên trên có đèn này, đèn biểu tượng hình này mới đầu mình tưởng là hình chụp một cột nhưng không phải nhá, đấy là biểu tượng Hà Nội, là hình Khuê Văn Các. Này hình con chim, giống như con chim ở cái hình biểu tượng ở trống đồng ấy. Đấy.
còn là các cột đèn. Tấm phản quang dưới này vẫn chưa thấy, như ở trên kia thì có. Hay dưới này có lẽ là chưa cần lắp. Bên này dành cho xe thô sơ. Sau này cây cầu này sử dụng thì có lẽ cái phần của cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 này sẽ là chiều hướng từ bên Hai Bà Trưng để sang Long Biên. Còn hướng Long Biên sẽ toàn bộ phía bên cây cầu Vĩnh Tuy 1 bên kia. Tuy nhiên là đến tháng khi nào xe thông xe cũng như là đến ngày mùng 10 tháng 10 lúc mà phân làn hết xong thì chúng ta mới biết được cụ thể. Còn đâu là bây giờ chỉ là dự kiến thôi. Đây mặt cắt, mặt dao xuống bên dưới đằng Long Biên rất là rộng rãi.